quý vị và các bạn, đoàn thể thao Việt Nam đã chia tay Olympic 2024 mà không có huy chương và góc nhìn thể thao số 175 sẽ cùng nhà báo Lê Thành Lương nhìn nhận về những vấn đề thực tại mà thể thao Việt Nam cần rút ra. Vâng, xin chào anh Thành Lương ạ. Chào bạn và xin chào các bạn đang theo dõi chương trình góc nhìn thể thao. Dạ vâng ạ. Thưa anh Thành Lương, đây là kỳ Olympic thứ hai liên tiếp mà đoàn thể thao Việt Nam tham dự mà không có huy chương. Vậy thì không biết là nhìn nhận một cách khách quan thì chúng ta đã rút ra được điều gì và thu lại được điều gì sau cái kỳ Olympic vừa qua? À, có thể nói là chúng ta lấy cái cột mốc Olympic Rio 2016 uh, là một cái uh, cột mốc lịch sử của thể thao Việt Nam trong những lần tham dự Olympic để từ đó chúng ta tạo ra được cái gọi là kỳ vọng ở những kỳ tiếp theo. Nhưng mà chúng ta quên rằng là ở những kỳ trước đó thì chúng ta cũng chỉ có một vài cái tấm huy chương uh, bạc hoặc là đồng mà thôi. Uh, để thấy rằng là này, đây là lần thứ hai liên tiếp ở hai kỳ Olympic Tokyo và bây giờ là Paris chúng ta không có được huy chương. Nhưng mà nếu như lấy cái cột mốc từ 2016 giật lùi về đây thì chúng ta như các nước khác thì người ta là tiến lên còn chúng ta là phú quý giật lùi tức là cài số lùi. Năm 2016 chúng ta có 21 vận động viên tham dự, năm 2021 chúng ta có 18 và bây giờ chúng ta có 16 vận động viên tham dự, trong đó có hai suất là đặc cách. cách thì nói như thế để thấy rằng là cái số lượng vận động viên tham dự Olympic của chúng ta đang đang bị giảm đi và chúng ta thì không có những cái môn mũi nhọn để có thể giành được huy chương và thực ra thì cách đây 3 năm sau khi chúng ta không có được huy chương ở Tokyo thì chúng ta cũng đã có những cái bài học chúng ta cũng rút ra được những cái hạn chế và đã nhìn ra được rồi đấy nhưng mà có chủ động hoặc là có uh, chấp nhận cái việc khắc phục sửa chữa đó hay không thì nó lại là một câu chuyện mà ngành thể dục thể thao lúc này rõ ràng là còn đang khá là lúng túng. Ừ, đúng ờ, và kỳ Olympic này chúng ta cũng có rất là nhiều gương mặt được uh, kỳ vọng Và giống như là nhân vật mà anh cũng vừa mới nhắc tới Đấy là xã thủ uh, Trịnh Thu Vinh Ở ngay lần đầu tiên uh, uh, được tham dự Olympic Tuy nhiên cũng đã có màn thể hiện cũng khá là ấn tượng Vậy thì không biết là anh đánh giá như thế nào về điều này ạ? thực ra nói trịnh chú vinh là một điểm sáng có lẽ là điểm sáng khá là hiếm hoi của đoàn thể thao việt nam thế nhưng uh, nếu nhìn vào một cách khách quan thì đoàn thể thao việt nam chúng ta đến với paris lần này là không có hy vọng huy chương nào hết và chúng ta chỉ có kỳ vọng một cái khoảnh khắc xuất thần thôi mà khoảnh khắc xuất thần thì có phải lúc nào người ta cũng có đâu có phải lúc nào chúng ta cũng đạt được đỉnh cao thăng hoa đâu đúng không ạ à, ngay kể cả một vận động viên 41 tuổi thi đấu và dày dạn kinh nghiệm như là Hoàng Xuân Vinh mà ở vào thời điểm có thể giành được tấm huy chương vàng thứ hai mà còn bán hụt chỉ được một huy chương vàng một huy chương bạc thôi thì chúng ta thấy là 41 tuổi so với 24 tuổi lần đầu tham dự Olympic thì uh, chúng ta có thể chấp nhận rằng là với cái tuổi đời như vậy và với một cái thành tích như vậy để đạt được vị trí thứ tư là một cái thành tích chấp nhận được và có thể nói là nói chấp nhận thì nó cũng hơi hơi khắt khe nhưng mà đấy là là một cái thành tích tốt đã vượt lên chính mình rồi thì đây là một cái câu chuyện sẽ phải tiếp theo trong 4 năm tới để từ đó chúng ta mới có được một cái kỳ Olympic tiếp theo để mà có thể tự tin rằng là Thu Vinh sẽ không phải là vượt lên chính mình nữa, không phải là điểm sáng hiếm hoi nữa mà thay vào đó là cô ấy có thể tranh chấp Huy chương ừ, Và còn một cái tên khác nữa Cũng nhận được nhiều kỳ vọng Đó là uh, lực sĩ Trịnh Văn Vinh ở môn cử tạ uh, Tuy nhiên thì anh cũng không thể giành được huy chương Trong cái phần thi của mình vào hôm 7 tháng 8 Vậy thì không biết là anh đánh giá như thế nào Về cái phần thể hiện của lực sĩ này Tôi cho rằng là Có hai cái điểm hạn chế Của Trịnh Văn Vinh Tại cái, 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 cái kỳ Olympic lần này Thứ nhất là Văn Vinh vừa mới trải qua 4 năm Bị cấm thi đấu và đây trong 4 năm đó anh ta không được tham dự thì nó sẽ có cái hạn chế rất nhiều về tâm lý thi đấu, trạng thái thi đấu và thành tích chuyên môn. Mặc dù là chị Văn Vinh đã trở lại ở cái kỳ thi đấu vòng loại và anh ta đạt thành tích 292 kg. Đó, để qua đó là giành được được xuất dự Olympic. Nhưng mà cùng với cái việc là bị cấm thi đấu đó thì còn có một cái yếu tố nữa cản trở đó là yếu tố rào cản tâm lý vì chấn thương còn nhớ rằng là uh, trước ngày lên đường sang Paris thì trong cái 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 lần lễ xuất quân Văn Vinh có chia sẻ rằng là cái điều kiện thể lực của anh ta mới chỉ đảm bảo được 80% thôi tức là cái chấn thương nó vẫn bị ảnh hưởng và rõ ràng là với một vận động viên đặc biệt là vận động viên thể thao địch cao thì cái chấn thương đó nó thường là một cái nội ám ảnh và ở kỳ Olympic vừa rồi thì chúng ta cũng có một số những vận động viên trẻ đã được bước ra sân chơi thế giới. Ví dụ như là Mỹ Tiên ở bộ môn bơi lội, cũng như là uh, Nhi, Yến. Nhi, Yến, Nhi Yến ở bộ môn điền kinh đúng không ạ? Vậy thì không biết là uh, theo cái, cái góc nhìn của anh, cái việc mà các vận động viên trẻ này được thi đấu ở sân chơi thế giới ở độ tuổi rất là trẻ thì có ý nghĩa như thế nào để giúp họ cải thiện thành tích trong thời gian sắp tới ạ? Tốt chứ. Cái việc mà Mỹ Tiên, Nhi Yến thi đấu Olympic nó sẽ giúp cho các vận động viên này có được cái sự tự tin để quay trở lại với cái sân chơi vừa tầm hơn có khả năng giành huy chương hơn đó là châu Á, ASEAN. Còn Sea Games thì uh, tôi nghĩ rằng là đấy Sea Games cũng là một cái mà tôi hy vọng rằng là uh, năm tới khi mà Thái Lan tổ chức và như người ta đã tuyên bố rằng là sẽ chú trọng vào những cái môn hoặc là cái nhóm môn nằm trong cái chương trình thi đấu của Olympic và ASEAN thì từ đó các em ấy có điều kiện để mà thi đấu và gặt hái được huy chương thành tích cho thể thao Việt Nam. Đúng rồi và rất quý giá đúng không? Và. và anh Thành Lương cũng vừa mới nhắc tới đấy là kỳ SEA Games 33 chúng ta sẽ tổ chức tại uh, Thái Lan đúng không ạ và. vào năm sau và nhìn vào cái kỳ Olympic vừa qua thì rõ ràng Thái Lan này hay các quốc gia ở Đông Nam Á vượt trội so với chúng ta về thứ nhất là về các vận động viên tham dự và đặc biệt là họ cũng đã có thành tích vậy thì không biết là ở kỳ sea games 33 thì anh Thành Lương liệu anh có cảm thấy lo lắng rằng là thể thao Việt Nam có thể bị bật khỏi tốt không ạ à, tôi cho rằng đây là cái câu chuyện cái câu hỏi của chị khá là thú vị bởi vì uh, trên thực tế thì cũng chỉ có ở cái kỳ sea games tại Campuchia thì chúng ta mới lần đầu tiên đứng vị trí nhất toàn đoàn ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đó, thế thì cái câu chuyện là chúng ta không nằm trong thậm chí là không nằm trong top 3 nó không quan trọng bằng cái chuyện là chúng ta có bao nhiêu vận động viên nằm trong chương trình thi đấu Olympic, nằm trong chương trình thi đấu của ASEAN giành được huy chương và huy chương màu gì. Đó mới là cái câu chuyện quan trọng. trọng bởi vì nó phù hợp với cái định hướng. Còn nếu mà chúng ta cứ đặt ra định hướng như thế mà chúng ta không thực hiện, nó giống như kiểu gọi là chúng ta đưa vận động viên chuyên nghiệp của chúng ta mà đi thi đấu giải dành cho sinh viên với học sinh ấy thì thì nó chảo ý nghĩa gì và nó nó không phản ánh đúng cái thực chất cái 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 lực lượng thể thao phổ thông hoặc là lực lượng thể thao đỉnh cao của chúng ta và rất cảm ơn nhà báo Thành Lương vì những chia sẻ ngày hôm nay ạ ừ. thưa quý vị và các bạn sau kỳ Olympic không có huy chương hy vọng rằng thể thao Việt Nam sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm và có được sự đầu tư trọng điểm để hướng tới những đấu trường châu lục và thế giới như Asiad hay là Olympic và tới đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại.